thấy á, thì bây giờ Út thấy á, Long á, thì Út cũng tội nghiệp cho nó đi. Bởi vì nó đứng cái giữa. Bây giờ nó đứng cái giữa nặng nhẹ gì, tội nghiệp gì, Út chữ bớt, nói gì, Út nói cũng vẫn làm tin. Ừ. Chứ không có trả lời với mẹ anh tiếng gì hết. Ừ. Có hồi trưa này hồi nãy Út nói bây giờ á, chiều nay con ngủ đi, chiều nay quần áo nào của con chim sâu, con vô bao, con chở lên chỉnh cho nó. Chim sâu, chim sâu xe bao. Đấy quý vị. Cái thứ mà vô mà thật sự là cướp tránh cái căn nhà của chim sâu luôn mà bị sao cộng đồng mạng không chữ. Đó là gọi là cướp tránh hay nữa. Mà bây giờ xin thưa quý vị, người ta lên nói đó là mình để cho mình sửa lại cái nết. Cái mục đích thế này nè, Út Gà nè, nói Út Gà hiểu nè, Út Gà đang xem đó. Đó, cũng cây đời thường lắm mà cũng tránh làm được cái đời thường đâu, nói thật sự. Út Gà đang xem đó, nói Út Gà nghe nè, rống cái não ra mà nghe nói nè. Đó. Người ta lên nói đó là cũng để tốt cho Út thôi. Để cho Út sửa lại cái nết mà sống để cho kể như là thằng cháu á, thằng cháu nội đó, để nó làm gương sau này nó sống cho tử tế đàng hoàng. Nó sống cho phải là ra sống. Chứ còn nó thật sự ra đó, chứ người ta lên nói cũng chẳng có tốt gì người ta đâu, người ta lên nói tạo nghiệp thôi. Lên nói mà thật sự những lời như thế này thật sự không có muốn dành cho Út đó. Mà do Út là sống quá khốn nạn, hiểu không? Út cướp căn nhà của người ta rồi Út đòi lấy đồ người ta dục ra bên ngoài. Mà trong khi đó cái thời điểm mà Út phát ngôn như vậy đó là chim sâu nó chưa có một cái căn nhà trọ. Út thấy khốn nạn không? Mà thằng cháu nội, thằng con của Út bây giờ là dục bơ rồi. Thằng con của Út bây giờ nó là giống như là nó thật sự một cái dạng vô tri vô thức rồi. Thằng con Út bây giờ thật sự nó không có hiểu gì đâu. Nói ở đây để cho Út sống cho nó tử tế, để cho thằng cháu nội của Út ngày sau này nó sống để trở thành một con người thật sự. Sống phải ra con người. Đấy. Chứ bây giờ mà nó học theo cái thói sống của thằng cha nó và ông nội bà nội nó xem như là vứt nữa. Đó là thấy một mình Út mà đỡ hại cái thế hệ sau hơn. Sống mà tư tưởng bây giờ để mà đi lợi dụng người ta để kiếm ăn, lừa lọc người ta để cướp giật, thì tôi hỏi rằng cuộc sống này thật sự, tôi nói chim sâu nó là người bệnh, chứ còn nếu chim sâu nó là một người mà hiểu biết một chút thì làm gì các câu chuyện mà con của Út mà đã ăn ở chim sâu trong vòng mấy năm trời miễn phí mà chim sâu nó còn nuôi nữa, ở đâu ra? Đấy, chim sâu do nó gọi là nó bệnh. Nó chim sâu do nó là một trong những người bệnh, cho nên là thật sự đó, thằng con của Út mới nhảy vô đó lợi dụng đó. Cá về thân xác lẫn về tiền bạc, tất cả mọi vấn đề. Mình là người mẹ, mình cũng phải động cái não một chút. Mình cũng sống có một cái lương tri một chút, lương tri của một con người của mình đâu. Bộc phát lên liền chứ. Ai đâu mà sống bây giờ thật sự như một con dung con dế vậy. Đã thấy con mình nó làm những chuyện như vậy. Đó rồi mình thừa nhận hay không thừa nhận thì ngay từ đầu tiên mình lên tiếng đi cũng không. Ngay từ đầu tiên thật sự lúc mà cái nhà mở mắm cũng dính cái mó mà lên trời ơi làm đây xong cho Lâm Tứ chim sâu ở, tôi ra một cái tôi ở. Ủa sao tại sao lúc mà đang làm nhà lỡ dở mình không từ hẳn chim sâu luôn đi? Quý vị thấy sống khốn nạn không? Nếu mà ngay từ lúc mà làm nhà lỡ dở quý vị nó mà nó lên tiếng một cái là từ hẳn chim sâu đó, là tôi nói dễ gì mà cái nhà nó hoàn thiện như bây giờ. Người ta buông liền, mạnh thường quân người ta buông liền. Vì lúc đó cái bản mạch của một cái con gọi là con già nó lưu manh xảo trá nó đã hiện nguyên hình. Tôi nói thật sự cái điều tôi hối tiếc nhất là tôi vào cái công chuyện này là nó quá muộn. Tôi vào công chuyện này là khi cái nhà nó đã xong. Tôi vào công chuyện này là khi mà nó thật sự tôi thấy là cái Út Gà mà cái cầm cái cháo mà thật sự đỡ ngay vòi nước đó mà cứ chà cò qua kích lại đó mà cả tiếng đồng hồ mà rửa không xong cái cháo là tôi thấy tôi chướng quá tôi vào. Là lúc đó xong chuyện rồi. Chứ còn nếu mà tôi vào đầu cái drama này, vào đầu câu chuyện này thật sự bây giờ Út không có cháo mà Út húp chứ đừng có câu chuyện Út có nhà vợ. Ngay từ đầu mà bản thân Út mà lộ cái mạch chuột Út ra đó là không bao giờ Út có căn nhà ngày hôm nay. Út quá khôn đó. Mà bây giờ bảo rằng đó là cộng đồng mạng vì sao chửi, người ta nói Út là đúng đó chứ không phải sai đâu. Người ta nói để cho những cái con người đó, đó như Út á, người ta bớt đi, người ta bớt gọi là cái như là giá nhân giá nghĩa.
những con người như Úc gọi là nó chết trong trứng nước đấy. Chỉ có mưu đồ không là tự nhiên là cộng đồng mạng chữ quá là cái người ta không dám thực hiện. Còn bây giờ Úc là chung là một trong những gọi là cái gọi là cái hồ ly đã mọc nanh rồi. Bây giờ Úc không sợ cộng đồng. Lên nói luôn. Bạn ngồi bạn nói trước cái mâm cổ luôn, trước mâm cúng luôn. Ủa mình không sợ cộng đồng mạng mắc chi mà mình phải lên đính chính làm gì? Đấy. Mình sống theo cái bản năng mình đi. Lên bảo rằng từ bây giờ cộng đồng mạng nói gì Úc không có sợ. Chứ bây giờ tôi nói thật sự bây giờ đó, bà mà bây giờ bà biết sợ ai? Trời mưa giông mà cái ông Thiên Lôi ở trên bắt đầu ông cà búa cà đồ đấy mà làm rẹt 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 đấy, bà thật sự bà cũng ăn giật trên sâu là ăn giật thôi chứ. Đó là cái bản năng sống rồi. Yeah. Chứ người ta xin thưa quý vị, người ta sống là người ta biết cái đâu đúng đâu sai, biết cái lẽ phải đó. Là người ta sợ nhất là cái nhân cái quả. Người ta sợ làm bậy rồi sau này con của mình đó, cháu của mình đó, nó học theo cái thói mà ăn giật ăn dơ ở giấy cho mình đó, rồi nó sẽ sống theo là sẽ hóng một thế hệ. Chứ bà nghĩ rằng nó thật sự bà giật của chim sâu bà ăn dễ rồi bà được tội nguyện hả? Bà nhắm bà yên không? Cái gương của bà nó sờ sờ trước mắt như vậy, cháu bà đang nhìn bà hàng ngày đó. Ở một người, một bà nậu mà bà mấp miếm như vậy à, mở là gọi là mở xa, mở thừa là từ lưa mà không chịu đi lao động, lên để lừa cộng đồng mạng để kiếm ăn, rồi lên để mà cái như là hốt của chim sâu và làm của riêng. Thằng cháu bà đó nó nhìn bà hàng ngày đấy. Tôi đã không đi đâu mà trật hết trơn đó. Những cái gì hôm nay bà gây ra là chắc ăn rồi, cháu bà ngày sau nó sẽ nhận những cái như là cực kỳ đấy. Nó học từ bà là nó có những lối sống lệch lạc liền. Thế còn nếu như bà sống tử tế, bà sống đàng hoàng, cháu bà nó cũng học theo. Mà bà sống nhất lầy, bà sống kiểu như vậy là cháu bà nó cũng học theo. Vậy mà cộng đồng mạng lên nói rồi bà cho rằng bà bị oan quá vậy. Thế còn lập đàn, lập đồ cúng nữa mới ghê chứ. Tôi nói mâm cúng bà nó gọi là nó phí tiền. Chính là bà thèm ăn thì bà mua về bà ăn cha đi. Cái thằng mà cái thằng bánh bao đó thật sự nó đang đối đang khác thì mua về dẫn vô mó nó cho nó xong cho lầu. Đằng này lên mua gà mua đồ về cúng. Ông thì lo lanh tanh đi rót rượu rót trà. Bà thì ngồi chật bẹp như một con ếch bà đấy rồi ngồi mà khấn mà lạy. Khấn cho gia đình con có sức khỏe. Cho đừng ai chửi con. Bà ăn dơ ở bẩn vậy mà bảo rằng sức khỏe đâu ra. Người ta sức khỏe là người ta ăn phải chọn lọc, người ta uống phải chọn lọc. Chứ còn bây giờ đó thật sự có ai mà ăn tạp như bà mà có sức khỏe hay không? Tôi nói thật, bà thấy đi, không có ai mà ăn tạp đụng đâu đớp đó, đụng đâu tát đó là có sức khỏe đâu. Người ta mua sức khỏe là người ta ăn uống kỹ lắm. Nhất là ăn giật, ăn cướp, ăn kể như là ăn vô tội vạ là người ta từ, người ta không bao giờ người ta dám. Những cái đó mà ăn giật ăn cướp là người ta không dám để người ta khỏe về cái trí. Còn bà bây giờ cái mâm nào bà cũng ăn, cái mâm cô hồn bà cũng ăn mà mâm cúng ông chuồng bà cũng không tha. Thì bà nhắm bà khỏe nổi không bà cúng. Thật sự bà có cúng ri hay cúng nữa thật sự là cái như là bà cũng không khỏe nổi. Trừ khi đó bà xong thẳng với chim sâu là bà mới khỏe được. Bây giờ bà lấy chim sâu bao nhiêu đồ là bà đem ra bà trả cho chim sâu. Bà kêu gì bán gì mà bàn giao cả người lẫn tài sản. Chứ không phải bây giờ đó. Tiền chim sâu bà ăn, vật dụng chim sâu xài thì bà lấy bà bán. Rồi bây giờ bà lên không gian mạng bà kêu gọi chị bán là quay về đây để nhận chim sâu. Ở đâu ra? Thế? Ở đâu ra đó quý vị? Tôi hỏi quý vị mà những người mà như đã thấp cổ bế họng như là mẹ con chị bán như vậy. Mà có những cái loại mà nó cặn bã như út gà mà lên để ăn hiếp được thì tôi hỏi quý vị nó còn cái đạo lý nào ở đời hay không? Út gà cũng là một trong những cái loại gọi là tận cùng của xã hội mà chơi cái kiểu bây giờ đó, chơi cái kiểu là cái như là ý mạnh hiếp yếu thì bả cũng là cái dạng tận cùng đó. Nhưng mà thật sự chị bán là một trong những người không có tiếng nói xã hội đâu. Bây giờ mà chơi kiểu là ăn hiếp người ta như vậy. Giống như thật sự quý vị chơi cái kiểu mà như trong cái động vật hoang dã mà cái đó mà đấu tranh sinh tồn chơi đó sao chơi.
mình con người mình sống theo cái ý thức chứ không phải sống theo bản năng. Mà Út Gà là đang có cái hành vi gọi là sống vì bản năng sống. Lên còn chỉ thần chỉ thánh, lên còn chỉ là quỷ trên quỷ dưới, do nhà mình nó gọi là nó không khỏe là do người này người kia, không khỏe là do cái mó mình ăn tạp, hiểu không? Tôi thật sự quý vị, ăn tạp là một trong những cái là cực kỳ không khỏe. Đừng có ăn tạp. Mình sống là mình cũng là đường đường chính chính, cũng là một trong những người đó, là thật sự mình đừng có lợi dụng ai đó. Là tôi nói nó khỏe liền à. Nó khỏe cái trí là nó sẽ khỏe cái thân xác thôi. Còn cái trí nó mệt mệt đó. À, cái trí mà ngày nào mở cái mạng lên cũng thấy đời thường ông chữ đó, là thật sự không có khỏe nào. Tôi dám khẳng định bà luôn. Đó. Bà thử bà ăn của chim sâu đó, bà khỏe nấu đến lúc bà cuối đời thôi. Trong giấc ngủ bà cũng cảm thấy bà giật mình đó. Thật sự anh mà đi giành giật với một con tâm thần anh đó, là trong giấc ngủ cảm thấy là giật mình, chứ đừng nói chi là cái cuộc sống thực tại. Có ai đâu mà thật sự một con người mà bây giờ là chơi cái kiểu mà gọi là cái như là mình khỏe hơn người ta, mình biết hơn người ta chút, rồi mình lừa lọc người ta để mình kiếm ăn. Cái tư cách của bà như thế này nó phải hợp với là chỗ Út Lợn. Có nghĩa là bây giờ nếu bà muốn mà đối tác để mà làm ăn với nhau đó, thì bà phải bắt tay với Út Lợn để mà thật sự để làm ăn. Chứ bà thật sự bà lợi dụng chim sâu thấy bà dễ đắc lắm. Chỉ có Út Lợn mới đáp ứng yêu cầu của bà thôi. Không làm muốn có ăn, chỉ có Út Lợn. Mà bây giờ bà thấy Út Lợn không? Bà thấy Út Lợn bây giờ nó cũng là tê tua xước mướt không? Bà thấy Út Lợn bây giờ nó có những cái gọi là nó lên cộng đồng mạng rồi, nó có dám to mồm to miệng như ngày xưa bảo rằng đi phát quà từ thiện không? Thế có không? Làm mà làm gian làm dối là gặp tôi chơi gọi là tới nơi tới chốn luôn. Rồi bà tôi chỉ bà nữa là cái kênh lớn như cái kênh con hắn 360 đó. Đó, bây giờ con nó cũng ăn giật người ta 1.700 đô đó. Rồi bà nhìn đi. Đó, bà nhìn bây giờ cái kết quả nó như thế nào. Bà cứ bà lên không gian mạng đó, rồi bà nghĩ rằng bà ăn một cách gọi là bừa bãi như vậy, rồi người ta không lên tiếng. Mà người ta lên tiếng là bà bảo rằng tại sao câu chuyện không liên quan gì mà người ta lên nói bà. Ủa sao không liên quan quý vị? Thà không liên quan ở trong nhà của bà đóng cửa lại, rồi cha mẹ con cháu đó mà dồn lại với nhau, thật sự người ta không có biết, thì người ta cho rằng không liên quan. Chứ còn bà lên không gian mạng mà thật sự bà khoe ra những cái mà cái lối sống nó đòi bại, nó ấu trĩ của bà, mà bảo rằng không liên quan là không được. Hình ảnh của bà nó làm xấu hổ cho những cái người mà nó đồng trang lứa, hiểu không? Sống cỡ bà là người ta viết sách rồi, đã để con cháu nó học theo rồi. Nhưng mà sống cỡ như bà mà thật sự bà để lại những cái gọi là văn hóa lầy lụa như vậy. Rồi bây giờ lên bà chỉ cái chi mà bà cúng, tôi không hiểu là bà đặt cái mâm cúng đó là cái ý nghĩa gì. Ta thèm ăn, ta khát uống thì ta mua, người ta dậm, ta nhai sống nhai nuốt luôn đi. Nó lên mà đặt cúng để mà khỉa người ta. Nó thật sự có mỗi cái bà đang thèm gà quay vịt quay, còn thằng Phật nào mà thèm gà quay vịt quay? Mình thèm thì mua về mình ăn. Đừng có bao giờ mà mượn cớ mà cúng thần cúng Phật rồi mua giờ mình dặn lên đó rồi mình xuống mình nhai. Anh mà không xót cộng lâm bày đặt cúng thần cúng Phật để cầu cho gia đình con được an yên sức khỏe, mà cái nết của mình không sửa thì an yên đâu ra. Một trong những cái là như vậy. Cái nết mình không chịu sửa mà cúng lúc nào cũng cầu an yên. An yên không là sửa cái nết đi. Đó, cái nết của mình là mình sửa cái nết, mình mài cái nết đi. Nó mài cho nó kỹ cái nốt đi. Đó, mài không được thì ngồi chỗ nào đó nó nhăn nhám mình trịnh bắt ông kéo mài cái nốt, khi nào nó bành cái nốt đó rồi nó ăn yên ngay thôi. Lên cộng đồng mạng mà bà chơi kiểu chơi lầy chơi lụa, chơi kiểu là thật sự thích thể hiện.